Bài hát Một Vòng Miền Nam không chỉ là sự thể hiện về hành trình đất nước, còn là một hành trình về tình yêu và tự hào. Giai điệu bài hát không chỉ mô tả vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa, mà còn mang đến cho người nghe sự sâu sắc về tình cảm và niềm tự hào với quê hương. Ước mơ, lối sống, cách sống của mỗi người có thể khác nhau, nhưng họ đều chung một nỗi đam mê, tình yêu cháy bỏng cho đất nước, con người Việt Nam. Nhân ngày hội thi văn nghệ hôm nay, lớp 12A3 xin gửi đến quý thầy cô và các em học sinh ca khúc Một Vòng Miền Nam. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe.